Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng quý vị anh chị em tiếp tục trả lại với cơ sở xưởng sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất vô cùng cao cấp của đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang. Và em Sáng hôm nay sẽ chia sẻ một trong những quá trình hết sức quan trọng để tạo nên những sản phẩm minh đế vô cùng đẳng cấp sang trọng. Trước mắt quý vị đây là hai bộ sản phẩm minh đế, hai bộ ba món quý vị anh chị em ạ. Và sau đây em Sáng sẽ chia sẻ một trong những quá trình hoàn thiện vô cùng tinh tế để tạo nên những sản phẩm đồ gỗ nội thất đẳng cấp quý vị anh chị em ạ. Đây, ví dụ trước mắt quý vị anh chị em, đây là một bộ sản phẩm minh đế chất liệu bằng gỗ hương nào chọn vân đỏ đen. Bộ sản phẩm này cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sáng Trang đang hoàn thiện cho một bác khách quý vị anh chị em ạ. Và đây anh chị em thấy này, toàn bộ quá trình bên em làm trước khi một cái sản phẩm được lên đánh dây giáp ấy, thì nó phải được lạo sạch sẽ quý vị anh chị em cảm nhận này. Đấy, từ những chi tiết rất nhỏ, từ những cái đế như này, đấy, những cái tua lá dắt như này được cơ sở bên em lạo hoàn toàn thủ công hết quý vị anh chị em ạ. Để làm sao mình móc tất cả những khe kẽ này, anh chị em nhìn thấy này, tất cả những khe kẽ nó phải sạch sẽ, nó không còn độ cấn, hay là cái tôm gỗ phải mượt quý vị anh chị em ạ. Đây, từ những cái tua lá hoa lá tây bé tí như này thôi thì được bên em Sáng làm rất cẩn thận quý vị anh chị em ạ. Đấy, đây là hàng, là hàng mộc và đang trong quá trình làm nguội, lạo lại tất cả các phần đục quý vị anh chị em ạ. Và bên trái đây quý vị anh chị em cảm nhận này, đây là một bộ ba sản phẩm cũng là hương lào chọn vân đỏ đen. Cái này thì bên em hôm trước đã làm một cái video là em Sáng quay anh chị em cảm nhận được lúc đấy em Sáng đánh dây giáp nước, thì sau khi đánh dây giáp nước thì bên em Sáng đánh khô quý anh chị ạ. Sản phẩm để hai hôm, khi nào khô mình tiếp tục đánh khô, anh chị em cảm nhận này. Đấy, đây là chưa vào lớp lót nhé anh chị em nhé, chưa vào lớp lót thì quá trình này là quá trình gọi là đánh khô. Sau khi đánh khô thì chỉ cần ít phút nữa thì em Sáng sẽ cho full lót bộ này anh chị em ạ. Cảm nhận tất cả các sản phẩm của bên em Sáng làm, cam kết với tất cả khách hàng của mình là gì, từ những quá trình mua gỗ pha phôi cho đến khi hoàn thiện sản phẩm, tất cả các sản phẩm bên em sẽ tư vấn cho các bác. Bởi vì sao? Với những sản phẩm đồ gỗ cao cấp thì cái quá trình hoàn thiện nó đòi hỏi hết sức cẩn thận quý vị anh chị em ạ. Đấy, tại sao em Sáng lại nói vậy? Bởi vì em Sáng là người làm nghề, em Sáng thấu hiểu được cái nghề đồ gỗ, đặc biệt là dòng nội thất gỗ tự nhiên như thế này. Bởi vì sao? Để mà tạo nên một cái sản phẩm đẹp, nó đòi hỏi rất nhiều tiêu chí. Ngoài cái sản phẩm khi mình xem gỗ hàng mộc đẹp, thì cái tiêu chí để đánh giá một cái sản phẩm nội thất đẹp, đẳng cấp cũng là một trong quá trình quan trọng, hết sức quan trọng. Đó là quá trình hoàn thiện. Nó chưa tỷ lệ đến 60% để lên một cái sản phẩm đẹp hay xấu quý vị anh chị em ạ. Bởi vì sao? Nếu quý vị anh chị em hình dung này, một sản phẩm mình mộc, ví dụ như bộ này, đấy, cái sản phẩm mộc gỗ rất đẹp như này rồi, đấy. Nhưng khi hoàn thiện mình không làm đẹp, không làm chuyên tâm vào nó, thì khi mà sản phẩm lên hình nó cũng không thể nào đẹp được quý vị anh chị em ạ. Bởi vì sao? Với sản phẩm đẹp thì nó phải như này. Khi mình lên nước sơn là nó phải mỏng, hai là phải trong, ba là nó phải mịn sờ mát tay, tất cả những khe kẽ là nó phải sạch sẽ anh chị em ạ. Khe kẽ sạch sẽ thì một vài cái yếu tố đấy thôi, nói là vậy, nhưng khi mình hoàn thiện ý, thì nó tốn rất nhiều công sức anh chị em ạ. Đấy, thì em rất vui là một trong những cơ sở, là một trong những người con của làng nghề đồ gỗ Hương Mạc Phù Khê Từ Sơn Bắc Linh. Cơ sở em là một trong những cơ sở chuyên sâu sản xuất các dòng sản xuất, đặc biệt là dòng sản xuất nội thất nhà Minh, phục vụ các thị trường Trung Quốc. Và những sản phẩm tuyệt vời như thế này, em Sáng rất mong muốn đưa những sản phẩm như này tới những chị em khách hàng người Việt Nam mình, để làm sao khi anh chị em có nhu cầu, đấy, có nhu cầu thì mình tìm được đúng nơi, đúng xưởng. Nhiều khi nó là cái duyên anh chị em ạ. Đấy, còn nhiều khi mình xem qua video là một chuyện, còn khi anh chị em mình tới nhà tham quan xưởng thì chúng ta sẽ nhìn thực tế sản phẩm hơn. Còn với em Sáng cam kết là gì, dù xa hay gần thì em Sáng làm cho ai như vậy, làm hết cái tâm của mình, hết những cái gì mà em Sáng học được từ đồ gỗ, để làm sao lên một sản phẩm đồ gỗ nó được hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một cái sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ tuyệt vời anh chị em ạ. Đấy, với rất nhiều video mà em Sáng đã đăng lên rồi thì anh chị em cũng cảm nhận được một phần nào. Đấy, thì với sản phẩm như thế thì anh chị em biết là phải tốn rất nhiều công sức, không hề đơn giản đâu, chứ không phải bây giờ mình chỉ cần hoàn thiện một vài hôm rồi xong sản phẩm. Với em Sáng, một cái sản phẩm đẹp nó phải có thời gian, nó thật là như thế, phải có thời gian, phải từ từ. Bởi vì sao? Lên một cái sản phẩm đẹp nó đòi hỏi rất nhiều các yếu tố mà người ta phải trau dồi, người ta làm anh chị em ạ. Đấy, tùy từng loại gỗ. Đấy, ví dụ như gỗ hương lào này thì em vẫn tư vấn cho các bác là mình phun pin, phun trần, phun mỏng. Đấy, còn với loại gỗ như là gỗ cẩm lai, gỗ chắc hay là gỗ xưa Nam Mỹ
thì em vẫn khuyên các bác đó là gì, mình sử dụng xi. Anh chị em ạ, mỗi một dòng gỗ nó đều có một cái yếu tố hoàn thiện khác nhau, nó không thể giống nhau được. Đấy, hoàn toàn khác nhau đấy. Còn hàng mộc bên em sáng làm thì cam kết với khách hàng của mình là gì? Vô cùng tuyệt vời. Đấy, với những anh em trong nghề làm đồ gỗ, anh em cũng nhìn, cảm nhận được. Đấy, anh chị em ạ, thì ngoài những dòng sản phẩm, ví dụ như là dòng sản phẩm như là Minh Đế này, thì anh chị em có thể set up Minh Đế thì nó rất dễ. Rồi set up những căn phòng, phòng trà, phòng khách, phòng làm việc anh chị em ạ. Đấy, ví dụ như mình căn nhà nhỏ, phòng nhỏ thì mình mua bộ 3, mình mua bộ 3 mình sử dụng. Còn phòng lớn hơn mình sử dụng bộ 6, bộ 8, bộ 10 món. Còn kể cả ví dụ như một chiếc Minh Đế này, mình cộng với một cái bàn viết, mình có thể trở thành một cặp rất vô cùng đẹp. Đó là gì? Combo nội thất một chiếc ghế Minh Đế và một chiếc bàn viết anh chị em ạ. Vô cùng tuyệt vời, phải nói là như thế. Với những dòng nội thất nhà Minh thì nó đòi hỏi là gì? Cái công năng sử dụng hết sức tuyệt vời, ghế nhỏ nhắn, xinh xắn. Và đặc biệt là gì? Mình dễ sử dụng. Đấy là một trong yếu tố mà em Sáng rất yêu dòng nội thất như này anh chị em ạ. Đây chị anh chị cảm nhận này, đây cái này là đánh giấy giác khô rồi, đánh giấy giác khô lớp 1 này, anh chị em cảm thấy này. Đấy, nó khác hẳn đúng không? Nó khác hẳn luôn. Rất mịn màng, trong suốt anh chị em ạ. Đấy. Thì đấy, vừa hôm trước em Sáng đăng lên cái video là em Sáng đánh nước của bộ này. Đấy. Thì bây giờ là hoàn thiện cái phần mà phần đánh khô. Đánh khô lớp 1 rồi. Thì sau bộ này sẽ là em Sáng sẽ phun lớp 1 và đánh phá lớp 1. Thì trong quá trình làm bộ này thì em Sáng đang lạo, gọi là mình gọi là làm nguội đấy, làm nguội tất cả những đầu tay như này này, anh chị em cảm nhận này. Đấy. Cảm nhận này. Mình phải móc khe kẽ nó ra. Đấy, những chi tiết này làm nó tốn công anh chị em ạ, nó tốn công. Nhưng mà khi anh chị em mình sử dụng sản phẩm ấy, thì anh chị em mình hết sức tuyệt vời ở chỗ là từ những chi tiết nhỏ được cơ sở người ta trau chuốt, người ta tỉ mỉ, người ta làm cẩn thận cho đúng với anh chị em. Bởi vì sao? Những sản phẩm như này là những sản phẩm chất lượng, mình làm nó phải hết sức mình quý vị anh chị em ạ, chứ không phải gọi là làm cho nó qua. Với em Sáng không làm thế được quý vị anh chị em ạ. Và những ai đã yêu đồ gỗ nội thất cao cấp sang trang là những người như thế là em rất trân trọng. Bởi vì sao? Anh em có duyên, anh em hữu duyên. Còn trong cuộc đời con người ta gặp nhau có lúc này lúc nọ, như với em Sáng, mỗi một vị khách đến với mình chân quý đồ của mình, dù mua hay không mua thì đó là một lời cảm ơn từ đáy lòng quý vị anh chị em ạ. Và những sản phẩm như này em Sáng sẽ đăng lên, up lên từ từ. Và cũng hy vọng em Sáng có một kế hoạch, đó là ít nữa em Sáng sẽ buổi tối em Sáng sẽ bán livestream, sẽ nói chuyện về đồ gỗ. Thì rất mong là đây là một trong những cái nội dung mà anh em mình theo dõi, ủng hộ đồ em Sáng. Nếu có cơ duyên em Sáng phục vụ. Còn nếu anh chị em tìm hiểu sâu hơn về đồ gỗ, ngoài những sản phẩm này còn rất nhiều các sản phẩm khác. Rất trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em. Chào thân ái.